Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Dở của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Với sau này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản L. Nó bản ở giữa bản RS và bản G ạ. Vậy thì sau này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda City bản L này có gì không. Tìm xem em giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho mình nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miếc của nó đang là 569 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán em với giá đang là 549 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 30 triệu phụ kiện nữa ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết ăn bánh nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản L này lăn bánh nội thì đang là 640 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 610 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 628 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu anh em nhá. Phần giá xe thì lúc nào cam kết em sẽ là tốt nhất trường cho em đi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Honda City bản L này có gì không? Em sẽ phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể nó đang là dài đang là 4m553, rộng là 1m748, còn cao là 1m467 nhá. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài là 2m60 ạ. Là rất là dài đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó là 13,4cm nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Honda City này thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Honda Trung. Nó thiết kế của nó rất là sang trọng và rất là khỏe mạnh ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước nhé. Cụm đèn phía trước của nó thì là sử dụng đèn là đèn halogen dạng projector nhé. Đó, nhìn rất là hiện đại và sang trọng ạ. Còn em sẽ giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe thì được dập nổi rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là thể thao và sang trọng. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành nó sẽ là vành màu bạc xám nhá. Phanh đĩa cho bánh trước, phanh sau sẽ là phanh tang trống đấy ạ. Vành của nó sẽ là vành 15 inch. À xin lỗi ạ, vành 16 inch nhá. 15 inch thì dành cho bản G thôi ạ. Còn đây là bản L. Bản L của nó thì sẽ là vành 16 inch nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Cùng màu thân xe. Có tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Đó là đèn LED ạ. Có chỉnh điện và gập điện nhé. Chỉnh điện và gập điện đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó là tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Nó sẽ có thêm tích hợp là nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh thì sẽ có nút bấm ở đây nhé. Đây, tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Còn em giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần của nó sẽ là trần phẳng nhé. Trần phẳng, không có cửa sổ trời đâu ạ. Và có anten là anten vây cá nhé. Nó sẽ thể thao hơn đấy ạ, so với dạng cổ rất là nhiều. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của nó sẽ là được thiết kế ra phiên bản mới này, được dập rất là nhiều và cứng, dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn rất là nhiều nhá. Đấy, tinh tế hơn rất là nhiều đấy ạ. À, giới thiệu cho anh em về cụm đèn này. Cụm đèn của nó sẽ là đèn LED nhá, không phải đèn halogen đâu ạ, đèn LED đấy ạ. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, giúp cho phần đuôi xe nó sẽ nhìn trông nó sẽ toát ra một độ vẻ rất là thể thao và rất là sang trọng ạ. Đây, đó. Các tính năng an toàn của phần đuôi xe này có, đó chính là có camera lùi nhé. Nó có camera lùi đấy ạ. Nó sẽ không có cảm biến lùi. Nó sẽ không có cảm biến lùi nhé. Cảm biến lùi này thì anh em có thể là mình độ thêm. Chỉ giá nó tầm khoảng, loanh quanh khoảng đây nó khoảng tầm 1,5 triệu. Đó, mình có thể độ thêm được. Ở đây, em sẽ mở cốp cho anh em xem là cốp sau chiếc xe này có rộng không ạ. Đây, cốp sau của chiếc xe Honda City này thì khá là rộng nhé. Khá rộng đấy ạ. Đây, quay cho anh em xem phần lốp sơ cua. Đây, lốp sơ cua của này thì rất là tiếc thì nó vẫn là vành sắt.
nhé, nó không được giống như 4 lốp chính. Được vành sắt thì được giống 4 lốp chính thì tuyệt vời rất là nhiều, nhưng nó là vành sắt thôi ạ. À, ở giữa này sẽ là bộ đồ tháo lốp nhé. Ừ, tháo lốp đấy ạ. Ok, em sẽ giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Honda City bản L này thì nó đang là ở trong đô thị thì đang là 7 lít 29, ngoài đô thị thì đang là 4 lít 73, và kết hợp trung bình đang là 5 lít 68 nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe 1.5 đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo sang phần nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của nó sẽ là nội thất toàn bộ là màu đen nhé, tạo ra không gian nhìn rất là sang trọng, rất sang trọng và tinh tế đấy ạ. Và đặc biệt là xe nào mà anh em nào có gia đình có trẻ nhỏ chẳng hạn, mà dễ bị, nó sẽ gây bị bẩn và gây bẩn nhá, thì chiếc xe này màu này nó rất là sạch cho anh em đấy ạ. Và giới thiệu em nữa, đó chính là phần ghế nhá. Ghế của nó sẽ là ghế lỉ, nó không phải ghế da đâu ạ. Ghế da chỉ dành duy nhất cho bản RS, nó là bản thể thao. Ghế sẽ được chỉnh cơ 6 hướng này. Chỉnh cơ 6 hướng nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và bên này có là cruise control nhé, nó chính là ga tự động đấy ạ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Bên cánh cửa của nó sẽ là màu đen và màu be, tạo ra chiếc cánh cửa nhìn khá là nổi bật và để đồ khá là nhiều, khá là to để đồ ở đây nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về các nút bấm trên cánh cửa này, gồm có đây là cục gương này, điều chỉnh 4 mặt gương này, khóa kính này, chốt cửa này, và điều chỉnh lên xuống cho 4 cánh cửa. Riêng ghế lái là sẽ có tự động lên xuống một chạm chống kẹt luôn nhé. Ok, giờ em đi sâu về bên trong để em nội thất em giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về bên trong nhé. Đó chính là đầu tiên, đó chính là chìa khóa thông minh một chạm Smart Key. Còn đây là chìa khóa của nó này. Chìa khóa của bản này thì thiết kế nhìn rất là đẹp nhé và rất là sang trọng đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ Tablo này. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem nhé. Đó. Đây. Anh em thấy nào ạ? Em đánh giá thì nó thiết kế về bảng đồng hồ Tablo thì nó cũng khá cơ bản thôi. Nó không có một cái gì nữa, nó còn quá nổi bật cả, nhưng mà nó rất là chi tiết đầy đủ cho anh em. Còn đây là vòng tua động cơ này. Đó. Còn đây là công tơ mét này. Còn đây là sẽ cho anh em hiển thị cho anh em về chip A, chip B, rồi là rất nhiều cài đặt cho anh em. Đó. Còn đèn màu vàng và màu đỏ này, đó chính là phần đèn cảnh báo nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó không có chế độ auto. Auto là gì? Là tự động khi mà nó bật sáng khi mà trời tối hoặc hầm tối nhá. Nó sẽ không có chế độ auto đúng không ạ? Cũng như là cần gạt mưa cũng như vậy nhá. Nó các chế độ cơ bản thôi, nó sẽ không có chế độ auto đâu ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí ấy. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 8 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth. Và nó sẽ có là màn hình cảm ứng. Ngoài mình cảm ứng ra thì nó các phím cơ điều chỉnh nút đã tăng nhỏ âm lượng hoặc là bật tắt đây nhá. Đấy, anh em sẽ bật cho anh em xem này. Được chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Còn đây em giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa tự động. Điều hòa tự động một vùng thôi nhé, nó không phải hai vùng đúng không ạ? Điều hòa tự động. Đây là các nút bấm là chứ auto, chuyển auto thôi, tự động nó sẽ bật nhá. Còn đây là xoay kính trước, xoay kính sau này. Còn đây là lấy các hướng gió này. Đó. Còn đây là tốc độ gió anh em nhá. Còn phía dưới này em giới thiệu cho anh em, đây là cái cổng USB này, hai cổng USB này. Còn đây là cổng điện 12V nhá. Đây em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa về phần hộp số ạ. Hộp số ạ, đây là hộp số, nó sử dụng hộp số tự động vô cấp. Hộp số vô cấp luôn nhá, hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần nước dưới này, đó chính là phần phanh tay, nó chính là phanh phanh cơ nhá. Nó không phải là phanh điện. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần hộp tự tay trung tâm này. Hộp tự tay trung tâm thì nó được bọc lỉ thôi, nó không phải bọc da. Khi nào anh em nào bọc ghế da nhá thì nhớ nhắc là bên thợ nó sẽ bọc luôn cho mình cái da ở chỗ hộp tự tay trung tâm này luôn. Đó. Này, nó cũng khá là to và rộng. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cái cửa gió điều hòa. Cửa gió điều hòa của chiếc xe City này thì thiết kế nó rất là nổi bật và nhìn rất là hiện đại đấy ạ. Còn đây là phần gương chiếu hậu trong xe này. Gương chiếu hậu trong xe của nó thì sẽ là cơ bản thôi, không có gì nổi bật cả. Còn đây là phần đèn chân. Đèn chân nó cũng như vậy, nó cũng không gì nổi bật cả đâu. Anh em có thể bấm cơ được trực tiếp này. Đó, nó không có cái chế độ như mở cửa từ sáng hoặc luôn luôn sáng. Bây giờ chỉ bấm cơ trực tiếp thôi nhá. Còn trần của nó sẽ là trần màu ghi nhá. Trần màu ghi không có cửa sổ trời ạ. Ok, rồi em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về
hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là ghế của nó sẽ là ghế ghế lỉ màu đen nhá. Toàn không gian nội thất bên trong gần như là 100% màu đen hết. Giờ em đi sâu về bên trong này. Bên trong của nó thì sẽ được gập được ghế, ghế sau nó sẽ là được không có tựa tay trung tâm nhá, không có tựa tay trung tâm đâu ạ. Giờ em đi sâu về bên trong nữa cho anh em này. Em thì cao 1m80 nhá. Giờ em sẽ kiểm tra cho em về độ rộng rãi này. Có thừa cho anh em gần một găng tay này. Chưa? Rất thoải mái luôn này. Đó. Chưa? Em cao 1m80 nhá. Để rất thoải mái luôn. Mà hàng ghế đũa đầu tiên em đã để rất là sâu phía dưới rồi ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về hàng phía sau này, sẽ cưa thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Nó sẽ có cửa gió hàng ghế thứ hai nhá. Đây, cửa gió này. Ở phía dưới đằng này nữa thì nó sẽ không có cái vì những sạc điện thoại sẽ không có nhá. Kể thêm một cái sạc điện thoại đây nữa thì ok, tuyệt vời. Còn đây sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Honda City bản L. Đây, với sự thiết kế, với sự option nó mang lại thì em nghĩ là một người khó tính, những người kỹ tính về những tính năng option của chiếc xe trị giá chỉ với hơn 500 triệu đồng thôi thì khó lòng của anh em có thể là chê trách nó quá nhiều được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ, để qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, em sẽ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Honda City bản L nhá. Động cơ nó là động cơ 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng 16 van nhá. Đó. Với công suất cực đại nó đang là 119 Nm trên cho 6.600 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 145 Nm trên cho 4.300 vòng trên phút nhá. Còn bình nhiên liệu của nó đang là 40 lít đấy ạ. Còn đây là chi tiết về bên trong này. Đây là màu xanh này, nước rửa kính này. Động cơ là 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3 và 4 ạ. Cổ hút thì đang để lên được rất là cao rồi ạ. Đó, còn ắc quy của nó là ắc quy khô nhé, không phải ắc quy ướt đâu ạ. Đó. Đây. Còn đây là cầu chì này. Còn cái đằng này thì là nó chính là dầu phanh nhá. Lắp màu vàng này nó là dầu phanh nhá. Đó, rồi em sẽ quay cho em tổng thể động cơ này. Anh em thấy sự thiết kế nó hài hòa không ạ? Ok, rồi em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Honda City bản L phiên bản 2021 ạ. Đây giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Honda City thì có gì không ạ? Đầu tiên giới thiệu cho anh em đó chính là hệ thống cân bằng điện tử xe VSA, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bố được phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, và có hệ thống khởi hành ngang dốc nhé, cảnh báo đèn cảnh báo khẩn cấp ạ. Còn có cả camera lùi quay được 3 góc. Đó. Còn các chế độ an toàn bị động như sau, gồm có là túi khí bàn này sẽ là có 4 túi khí anh em nhé. Về màu sắc thì nó có 6 màu cho anh em lựa chọn, gồm có màu đỏ như mình đang xem đấy ạ, gồm và màu trắng này, màu ghi bạc này, màu titan, màu xanh đậm và màu đen ạ. Tổng sẽ có 6 màu cho anh em lựa chọn nhé. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này cũng như là những tính năng option của chiếc xe Honda City bản L phiên bản 2021 rất là chi tiết cụ thể cho em rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì phải bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cũng như là review cho anh em về toàn bộ các dòng xe của dòng xe Honda cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan hay là Ford. Rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn về tài chính mình tốt nhất. Mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.